Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Trung thu, tại các tuyến đường nằm trên địa bàn thành phố, nhiều cửa hàng, quầy hàng bán bánh Trung thu đã mở bán và đang trong tình trạng ế khách. Phần lớn nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch bệnh. Tại một quầy bánh Trung thu Kinh Đô, sản phẩm của công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam nằm trên đường Nguyễn Tri Phương mở bán từ ngày 13 tháng 9. Hiện quầy bánh khá vắng vẻ, lượng người mua bánh Trung thu khá ít, thường mua loại bánh nướng và bánh dẻo. Giá bánh Trung thu dao động khoảng 40.000 đồng đến 135.000 đồng một cái. Theo nhà phân phối bánh Trung thu Kinh Đô tại Đà Nẵng, chỉ có khoảng gần 20 quầy bánh Trung thu Kinh Đô trên địa bàn thành phố, giảm nhiều so với năm ngoái. Giá của bánh truyền thống tăng khoảng 5 đến 7% tùy theo vị bánh. Thị trường bánh Trung thu Kinh Đô năm nay á thì nói chung sức mua nó yếu hơn so với lại các năm trước khoảng 20%. Thì so với lại kênh hàng của công ty á, kênh phân phối cho đến các công ty á thì đa số các công ty á thì cũng giảm cái giá trị trên một hộp bánh xuống, nhưng mà vẫn đảm bảo có đủ suất cho tất cả các cán bộ công nhân viên. Thì cái lượng đơn hàng thì nó cũng tương đối vào cỡ 80% so với lại các năm trước. Còn tại một quầy bánh Trung thu Hữu Nghị, sản phẩm của công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, giá bánh dao động khoảng 46.000 đồng đến 105.000 đồng một cái. Nhân viên ở đây cho biết khách thường mua bánh nhiều vào những ngày cận kề Trung thu. Năm nay, các vỏ hộp bánh lớn được thiết kế bắt mắt, sang trọng. Nhiều người thường chọn mua để biếu tặng. Mọi năm này vẫn mua bánh Trung thu bình thường. Nhìn chung thì năm nay mặt hàng vẫn bình ổn so với mọi năm thì nó cũng không chênh lệch quá nhiều. Mình thấy thì chất lượng cũng như vậy thì cũng không gọi là coi như chênh lệch so với bão quá nhiều. Ngoài các loại bánh Trung thu từ các hãng phổ biến thì những năm gần đây, dòng bánh Trung thu handmade, nhà làm cũng được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Bánh có mẫu mã đẹp, đa dạng, nhiều nhân bánh hợp khẩu vị giới trẻ. Giá bánh handmade dao động khoảng 50.000 đồng đến 90.000 đồng một cái. Các cửa hàng bán bánh Trung thu nhà làm vẫn đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Năm nay thì cửa hàng tôi cũng thấy là lượng khách nó cũng hơi giảm hơn mọi năm một chút. Giá cả và mẫu mã của bánh Trung thu thì giá cả thì mình vẫn xem giữ nguyên như năm ngoái. Còn mẫu mã thì có thêm một vài mẫu mã đa dạng cho khách hàng, cũng như là các vỏ màu để khách hàng trẻ có thể lựa chọn dễ dàng hơn. Năm nay, nhiều công ty sản xuất bánh Trung thu và các cửa hàng bánh Trung thu handmade cũng tập trung thêm vào việc thiết kế, cập nhật các mẫu hộp bánh mới nhất. Bởi vì khách không chỉ quan tâm phần chất lượng bánh như trước, mà còn chú trọng đến phần mẫu mã bao bì, và có thể bỏ thêm tiền để chọn mua các hộp bánh có mẫu mã đẹp.